Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố và tạm giam bị can Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng, về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại khoản 3, điều 295 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc khởi động máy, bảo dưỡng sửa chữa có đúng quy trình, quy định về an toàn lao động hay không, trách nhiệm trong quản lý, vận hành thuộc về ai. Nếu kết quả điều tra cho thấy quy trình bảo quản, sửa chữa máy móc này không đảm bảo an toàn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng mà người vi phạm quy định còn sống thì sẽ xem xét xử lý hình sự người này về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định tại điều 295 Bộ luật hình sự với hậu quả 7 người tử vong, hình phạt có thể tới 12 năm tù. Còn theo luật sư Nguyễn Thụy Hân, các cơ quan chức năng vẫn đang giáo diết điều tra nguyên nhân vì sao xảy ra tai nạn. Vấn đề nằm ở việc khởi động máy hay bảo dưỡng sửa chữa có đúng quy trình, quy định về an toàn lao động hay do sự bất cẩn mang tính chủ quan. Dù là trường hợp nào, người vi phạm quy định hoàn toàn có thể truy cứu hình sự lên đến 12 năm tù đề cập tới trách nhiệm của doanh nghiệp khi người lao động bị tai nạn, luật sư Nguyễn Thụy Hân cho biết, căn cứ điều 295 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người như sau: Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của người này từ 61% đến 121%, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm, làm chết hai người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200% gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 6 năm đến 12 năm, làm chết 3 người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên, gây thiệt hại về tài sản 1.500 tỷ đồng trở lên. Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm AB và C khoản 3 điều 295 bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung 2017, nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Mới đây, một trận mưa đá có mật độ dày đặc kéo dài xảy ra tại huyện Mai Châu Hòa Bình và huyện Vân Hồ Sơn La, gây thiệt hại trên diện rộng cho nhiều hoa màu và nhà cửa của bà con. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ Sơn La, Giang Aze đánh giá, đây là trận mưa đá lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn. Thống kê ban đầu, trận mưa đá không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hại khoảng 400 hecta hoa màu, cây ăn quả lâu năm. Trong đó có hơn 200 hecta bị thiệt hại toàn bộ. Ngoài ra, mưa đá cũng làm thủng, vỡ mái hơn 30 nhà dân. Còn tại Hòa Bình, dẫn thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Mai Châu cho biết, mưa đá xảy ra trên địa bàn hai xã Hang Kia và Pà Cò vào khoảng 16 giờ và kéo dài khoảng 20 phút. Mưa đá phủ trắng nhiều đồi núi, nương rẫy, bản làng của hai xã những hạt đá đường kính 1 đến 2 cm sau khi rơi xuống bị nước cuốn dày đặc hai bên lề quốc lộ 6 và phủ khắp các sườn đồi, nương rẫy. Nhiều diện tích trồng cải, mận đào ở xã Pa Cò bị mưa đá làm rụng quả, dập nát. Mái nhà của một số hộ dân ở xã Bà Cò và hang kia đã bị thủng. Đây cũng là trận mưa đá lớn nhất từ trước tới nay tại huyện Mai Châu. Bà Nguyễn Thanh Bình, dự báo viên Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày qua, nhiều tỉnh thành xuất hiện mưa rông do kết hợp cả nguyên nhân nhiệt lực và động lực. Thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5, khu vực phía nam của Trung Quốc có một dải mây gây thời tiết xấu ảnh hưởng đến thời tiết Việt Nam. Trên một nền nhiệt theo thống kê của cơ quan khí tượng, từ 21 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 cao hơn trung bình nhiều năm từ 2 đến 3 độ C. Điều này đã kích thích quá trình hoạt động của các đám mây đối lưu. Chính các đám mây đối lưu này đã gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như trên, đây được gọi là hiện tượng rông nhiệt. Nguyên lý của hình thành rông nhiệt là vào những ngày nắng nóng kéo dài, ánh nắng mặt trời hun nóng tạo ra vùng áp thấp kích thích đối lưu phát triển. Tháng 5 đến 6 là thời kỳ nhiệt độ miền Bắc rất cao, khả năng xuất hiện rông nhiệt sẽ nhiều hơn. Với dông nhiệt do động lực thì có thể xuất hiện vào bất cứ thời gian nào trong ngày, dòng dông nhiệt có quy luật ở các tỉnh phía Bắc hay thủ đô Hà Nội, dông nhiệt thường xuất hiện vào những ngày rất nóng, sau khoảng 4 đến 5 giờ chiều, vòng đời của một đám mây dông rất ngắn, khoảng 4 đến 6 giờ, nhưng thời gian để nó gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan chỉ vài chục phút. Xuất hiện bất ngờ gây ra những trận dông tố lốc nên thiệt hại không nhỏ. Cùng quan điểm ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời điểm này thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển tiếp sang mùa hè nên mưa rông nhiệt về chiều còn lặp lại nhiều lần. Thông thường ở nước ta, rông nhiệt xuất hiện từ đầu mùa hè cuối tháng 3 âm lịch và thường vào cuối mỗi buổi chiều sau một ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên cũng có những cơn rông được tích tụ sau nhiều ngày nắng nóng. Hiện tượng này sẽ kết thúc vào khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12. Điều đáng lo ngại là mặc dù cơn rông chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, nhưng thường đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh, mưa rất lớn, sấm sét dữ dội. Chuyên gia khuyên, để ứng phó với thời tiết cực đoan, chúng ta cần theo dõi sát các bản tin dự báo của cơ quan khí tượng. Ngoài ra, cần quan sát diễn biến thời tiết như trời có nhiều mây đen, gió mạnh, hơi lạnh, ẩm. Trên trường mạng gần đây, liên tục xuất hiện các bài đăng thu mua xác ve sầu với giá tiền triệu đắt nhất lên đến 2,2 triệu đồng một kg. Các bài viết đều nhấn mạnh có bao nhiêu xác về sầu, thương lái cũng sẽ thu mua bấy nhiêu. Hà Văn Tê, Cao Bằng, một người chuyên thu mua xác về sầu cho biết, chỉ cần có hàng gửi xe khách về Cao Bằng là Tê nhận thu mua hết. Hà Văn Tê hướng dẫn, vì xác ve sầu chia ra làm 4 đến 5 loại khác nhau, với giá mua cũng khác nhau, nên các anh đi thu xác ve sầu về thì nhớ chia riêng ra, Loại to sẽ được mua với giá tiền cao, đắt nhất là loại sắc to, chiều dài khoảng 3cm màu đậm, với giá thu mua là 2,2 triệu đồng 1 kg. Loại nhỏ hơn, nhạt mỏng hơn thì giá rẻ hơn. Để chính xác nhất, khi gom được xác ve sầu, hãy chụp ảnh lại từng loại, gửi qua cho tôi, tôi sẽ báo giá. Chị Tòng Thị Tê, Mai Sơn Sơn La cho biết, mỗi năm chị thu mua được 4 đến 5 tạ xác ve sầu để bán cho thương lái Trung Quốc. Họ mua 7 đến 8 năm nay rồi. Mới đầu nghe họ nói mua xác ve sầu, tôi cũng không tin. Cứ nghĩ là họ treo đùa vì xác ve nhẹ như bông, biết bao giờ mới nhặt đủ 1kg để bán. Sau này mới biết họ mua thật, giá lại còn cao, thấp nhất là 400-500.000 đồng 1kg, cao nhất là hơn 2 triệu đồng 1kg. Từng đi nhặt xác ve sầu để bán hơn 5 năm qua, anh Thanh, chú tại xã Trường Dông, Mai Sơn Sơn La cho biết, những loại xác ve sầu tại địa phương, giá cao nhất anh bán được là 1,2 triệu đồng một kg. Theo anh Thành, xác ve sầu có nhiều nhất ở nương cà phê và bơ. Người dân thường chỉ bắt ve sầu non để bán với giá vài trăm nghìn đồng một kg. Xác ve sầu sau khi lột còn vương lại trên thân cây, lá cây và mặt đất, nhưng ít người nhặt vì biết bao giờ mới gom đủ một kg. Anh Thành cho biết thêm, trước đây thương lái thu mua xác ve sầu với giá chỉ 300.000 đồng một kg những năm gần đây, giá thu mua loại hàng này lại ngày một cao, bây giờ đã lên đến hơn 2 triệu đồng một kg. Anh Thành giải thích, xác ve sầu được gọi là thuyền thoái hay thuyền xác là một loại dược liệu trong đông y, có nhiều tác dụng đối với sức khỏe y tế như thanh nhiệt, phong trần, giải kinh, tiêu viêm. Do đó, người xưa đã dùng xác ve sầu để làm ra rất nhiều bài thuốc, cho đến ngày nay vẫn còn được lưu truyền trong dân gian. Theo bà DH, một thương lái thu mua xác ve sầu ở khu vực huyện Ngọc Hồi, Con Tum. Ve sầu có hai loại, một loại xác mỏng có màu đỏ tươi, một loại xác dày có màu tối sậm hơn. Loại xác mỏng giá thấp hơn loại xác dày. Giá xác ve cũng dao động từ 800.000 đến 1 triệu đồng một kg. Từ nhiều ngày qua, bà DH tìm mua xác ve sầu rồi bán lại cho thương lái Trung Quốc. Để có đủ hàng bán cho thương lái nước ngoài, những thương lái ở Con Tum không ngại mua từ một lạng cho đến vài tạ, bao nhiêu cũng mua, không giới hạn khối lượng. Không chỉ bà LS mà còn rất nhiều thương lái khác đang lùng mua sắc ve sầu với giá dao động từ 700.000 đồng 1 kg đến 2 triệu đồng 1 kg. Càng ngày giá của loại mặt hàng này càng được đẩy lên cao đến chóng mặt, thậm chí có nhiều người còn bỏ giờ công việc làm nông để tìm gom sắc ve sầu. Theo ông Nguyễn Thanh Nghi, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi, huyện đã nắm được thông tin thương lái trên địa bàn thu mua xác về sầu. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các xã kiểm tra, giả soát lại tình trạng thương lái thu mua xác về sầu. Huyện cũng yêu cầu các xã tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, động cơ mục đích của thương lái trong việc thu mua xác về sầu là gì. Trên cơ sở báo cáo của các xã huyện sẽ có những chỉ đạo khuyến cáo cụ thể. Nhiều chuyên gia tính toán kênh đào Phù Nam Teco mà Campuchia triển khai sẽ có ảnh hưởng rất lớn khiến lượng nước từ dòng Mekong về miền Tây có thể giảm đến 50%. Theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên chính khoa môi trường và tài nguyên, Đại học Cần Thơ cho biết, dự án kênh đào sẽ chảy qua một vùng đất có khoảng 1,5 triệu dân sinh sống, tạo ra một cơ sở phát triển kinh tế cho Campuchia. Sắp tới, dân số ở khu vực này sẽ gia tăng nhờ đô thị hóa hai bên kênh và nhiều cơ sở thương mại dịch vụ hậu cần cũng phát triển theo. Chuyên gia nói vì thế nếu tính đầy đủ, thêm lượng nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp đô thị từ dự án 1,7 tỷ đô la Mỹ này, thì nước trên sông Tiền và sông Hậu, hai phân lưu của sông Mekong về đến đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ giảm khoảng 50%. Những năm khô hạn thì sự thiếu hụt nước sẽ trầm trọng hơn. Và cho biết thêm rằng, với mực suy giảm, khả năng xâm nhập mặn sâu hơn có thể ảnh hưởng hơn nữa diện tích canh tác vùng châu thổ Cửu Long, trong tương lai vào mùa khô và trong các giai đoạn triều cường. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, con kênh này khi mà đào đất sẽ đắp ra hai bên, thành đường, thành phố, khu công nghiệp sẽ mọc lên ở đó trở thành một con đê chắn ngang qua cánh đồng lũ từ sông Hậu đi. Và khi chắn ngang qua như vậy thì phía bắc của con kênh sẽ ngập nhiều hơn và phía nam con kênh tức là phía Việt Nam sẽ ít nước, phù sa ít và lượng cá ít hơn tất cả những công trình mình làm ở vùng tứ giác long xuyên gần như mất tác dụng mất chức năng hết những cống đập tha la trà sư hay những vùng đất ngập nước hay là những đe bao ba vụ hay là những khu dân cư vượt lũ trở thành vô dụng bởi vì hiện nay không còn lũ lại còn giảm lũ nữa thì mấy cái này không còn ý nghĩa gì nữa Đặc biệt, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương trong vùng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 có thể phải điều chỉnh vì trước đó đã không có xem xét yếu tố hố kênh đào Phù Nam Teco là nhân tố mới liên quan nguồn nước. Chương trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao của chính phủ có thể bị ảnh hưởng do đặc điểm nguồn nước thiếu hụt và suy giảm sức khỏe đất, đặc biệt vào vụ đông xuân. Thiếu hụt nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ ảnh hưởng hàng chục dự án ứng phó biến đổi khí hậu và dự án xóa đói giảm nghèo đã và đang triển khai. Một bộ phận người dân đã thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo và có thể gia tăng lượng di cư khỏi đồng bằng. Tiến sĩ Tuấn đề nghị, trước mắt Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam đề nghị Campuchia tạm dừng dự án này thêm một thời gian để có những nghiên cứu đối thoại sâu hơn với sự hợp tác của các chuyên gia kinh nghiệm khách quan. Sau khi phê chuẩn dự án Gendal Nam Teco, vào ngày 19 tháng 5 năm 2023, giới chức Campuchia đã thiết lập Ủy ban Liên Bộ để triển khai công trình dài 180 km, tổng chi phí ước tính 1,7 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch, kênh đào được khởi công cuối năm nay, hoạt động năm 2028, tức thời gian xây dựng chỉ 4 năm. Từ những tác động lớn, nếu dự án kênh triển khai, ông Đặng Thanh Lâm, Viện Phó Thủy lợi và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cần đề xuất Ủy hội sông Mê Công Quốc tế và Campuchia sớm cung cấp đánh giá tác động môi trường liên quan dự án. Theo ông Lâm, Viện Thủy lợi và Môi trường đang lập quy hoạch phòng chống thiên tai cho đồng bằng sông Cửu Long. Việc lập quy hoạch mà bỏ qua tác động từ dự án này sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài. Đồng bằng sông Cửu Long rộng khoảng 40.000 km vuông với hơn 17,4 triệu người, chiếm 50% sản lượng lúa gạo, 65% thủy sản nuôi trồng, và đóng góp 17% GDP cả nước. Vùng đất này đang chịu ảnh hưởng hàng mặn nghiêm trọng, là một trong ba đồng bằng trên thế giới chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.